Chào các cậu. Hôm nay sẽ là một video rất đặc biệt bởi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử channel The Kick Ass Red Lipstick sẽ có một nhân vật thêm nữa xuất hiện trong video của tớ, và chúng ta sẽ cùng khám phá đó là ai nhá. Ta-da! Yeah! Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Đây là Long Minion, đệ tử của tớ, và hôm nay tớ đã triệu hồi nó đến đây để làm người mẫu cho video trang điểm cho nam. Trang điểm cho nam. Có giống Hàn Quốc. Đẹp trai hơn Hàn Quốc. Ok ok. Sẽ giống như kiểu Brad Pitt. Brad Pitt. Đúng kiểu Leonardo DiCaprio. Đây mặt bên phải, mặt bên trái đâu, mặt bên phải đâu. Đây trước mặt. Đây chỉ là một video mang tính chất giải trí và rất có khả năng là nó sẽ có nó sẽ bị thất bại. Cho nên các cậu hãy đừng đặt nặng nội dung của cái video này và vui vẻ xem nó như một cái video giải trí thông thường nhé. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Chuẩn bị lên hơn. Cái này có dấu vỗ vào không nhỉ? Vỗ thật thì mình sẽ được forever. Ôi mắt sao mặt sướng rồi. Ước gì sau nhìn mặt nó phê lại à. Ước gì sau clip kiểu có người yêu rồi. À nhập có các bạn fan, à có các bạn fan của rap cái gì gọi gì rap, mình chỉ nhớ là có kick ass, chẳng nhớ cái từ còn lại hay dùng nước gì mà sau không. Ờ, cái này em có à, nước tẩy trang nước ma y hệt này luôn, nhưng mà nó có đúng màu gì y hệt này, xanh á, màu xanh đấy không? Của Pháp. Ờ đúng rồi, cái loại này xong rồi tẩy trang mặt mà. Ừ xong rồi bạn bảo là dùng cái này, dùng cái này xong rồi kiểu lau mặt bằng cái này luôn. Nhưng mà thấy cái dòng xong cứ nhớ nhớ kiểu gì. Nhắm mắt là hơi ngẩng đầu lên thì... Đây cho cái cắn. Cái bỏ, cái bỏ. Phải dùng cái nước đấy thời gian không? Ừ. Ơi còn đánh hay rồi anh như kiểu nhìn thăm này là sao với mặt cười. Ơi nhìn này hay mà anh cho bạn như kiểu được xăm ý, người ta được xăm, người ta được xăm đâu kiểu thủ dân ý. Tao làm Iron Man mà mày lại nói thủ dân. Ừ, kiểu thủ dân vẽ mặt ấy. Thôi cho mình giống anh ra rồi đi. Ào vãi. Chắc mình phải giữ cái mặt này không rửa. Thế em phải sau mụn còn đậm hơn.
nhìn đây. Thực ra là cho ông bị hộ là cho ông uống thuốc ấy, cái đầu vừa rồi ốm ấy. Tội tiếc. Uống kháng sinh cái gì? Uống kháng sinh, uống paracetamol nhiều quá rồi nó bị lên mặt ông nhiều, cứ uống thuốc mà lên. Uống thuốc, ăn kem, ăn nhầm. Ăn gì nhỉ? Ăn ngọt này, uống coca này. Là mặt nó lên điên cuồng. Nhật thằng góp rồi, cổ đen xì. Đen xì. Đây, đây dài rồi. Yên. Có sáng quá không mày? Xong rồi để sau khi làm xong chú xong đấy, à làm xong đấy để nghĩ cái cảnh before after xong rồi bật ra để sao chắc của kiểu Pirates Caribe ấy, là kiểu before mặt nó rồi after đấy thì chú vẫn chưa chơi đi cứ cho nhất rồi kiểu bị vào ném đá ấy. Đây là nghệ thuật trắng điểm. Hồi xưa ông đi học lớp ông đi học tiếng Pháp hồi lớp 11 hay lớp 10, bọn nó bảo ông Cung Vinh đi học vãi. Ông công nhận ông phải thấy hồi xưa mặt ông giống với Cung Vinh luôn. Xong hôm qua tự dưng tại sao nhắc đến Cung Vinh, tự dưng kiểu hôm qua đến học bưởi nó PM bảo mà thằng Lâm y hệt Cung Vinh. Thằng là Cung Vinh kiểu mà là thằng nào cũng giống Cung Vinh, thằng nào cũng giống Cung Vinh. Cung Vinh kiểu khuôn mặt phổ biến phổ thông. Có lớp học trang điểm có cho trai không? Chỉ có lớp hóa trang thôi, nếu mày muốn vào này tự nhiên đánh này lên xong mộng môi ông đỏ. Ừ, mặt trắng mà. Nhưng mà ông thích kiểu học trang điểm ấy. Nhưng tự nhiên trang điểm cho mình thôi. Đây, coi về mà bật replay lại tỷ lần cho mình ngồi học theo. Ờ đúng, nhưng phải có mấy cái này. Nhưng mà thực ra cái lúc mà nhìn thì làm thôi, đến khi mà làm. À ừ, thì phải luyện tập. Mày nghĩ tao xem click một lần cho là luôn chắc. Hôm nào đi chơi với gái phải trang điểm. Trách nhiệm sợ, người ta không biết nhỉ? Sợ là có đấy, nó phải đi vào ban ngày. Nhưng mà một buổi tối nó sẽ ngụy trang được. Không, nhưng mà buổi tối thì mình kiểu gì chả đẹp hơn ban ngày. Nghiễm nhiên luôn, chả cần ngày thì chả cần trang điểm luôn. Nhưng buổi sáng mới là buổi cần trang điểm ấy. Đèn bằng cái đèn ngoài trời ấy, nhìn ngoài lộ. Trời nhìn lộ cực luôn, lộ cực là trang điểm luôn ấy. Bộ phận lắm luôn. Thế mày. Hôm trước kiểu đám cưới của anh trai ông ấy, thế là kiểu nhiều bạn nó trang điểm quá ấy. Anh họ á? Anh ruột thì. Ơ? Anh được cưới rồi. Cưới rồi, đang vào cái đợt đấy. À, cách đây 3 năm. Mãi cả hôm trước. Thế là ông nhờ bạn ông trang điểm xong mà ông trắng bệnh. Nhưng mà mai hiểu. Trắng bệnh cũng thôi. Cái con bê chắc con trắng hơn ông. Mà hôm cưới là cái hôm nóng cũng trễ. Sao mình chắc cưới mùa đông? Cưới mùa đông khổ cô đông thôi. Một lần trang điểm này mất bao nhiêu chưa nhỉ? Mất nhiều không? Vị chi một lần trang điểm nó bao tiền? Bố bạn đi. Không phải kiểu mình trang điểm thôi, kiểu cứ tầm một tháng mình phải thay ấy một lần thì mình... Không, cũng phải 6-7 tháng. Ui giời. Mà một áng, à, một bộ này, một cái này bao tiền? Tùy, ví dụ cái này thì 40.000. Ui, hay vậy. Vẫn đỏ lắm. Mình muốn mẹ cái hồng. Người ta bảo hồng to thì nó mới năm. Người ta bảo hồng to thì nó là đông. Hồng to thì năm tính. Hồng mèo. Không có hồi tạo khối hồng. Tại khối hồng. Hỏi lại đi. Thật là tình tưởng.
Đẹp trai vãi mẹ ạ. Mày nhìn lại hình đi. Ừ, lông mày bị bỏng quá. Lông mày tự nhiên rồi mày. Kệ rồi. Cái mùi này nó không thơm. Thì nó làm gì với chất gì là làm thơm đâu. Mà bình thường tưởng kiểu người ta hay nói thường có những cái chất thơm dễ gây mụn. Thơm thì đáng sợ. À thế à? Ờ. Mùi phải mộc mạc thì người ta mới tin tưởng. Nhìn mà nó phê tởm mãi. Đừng tưởng được ăn kẹo cao su. Đói, đừng nói. Tôi tự ăn, cái loại này nhạy cảm lắm, rất dễ đói. Mà cái cao su mà. Không, cái nó ăn là dễ. Chẳng hạn nướng ấy. Ăn chẳng hạn rau muối. Ôi. Trông nó sâu hơn không? Không biết, cảm giác nghe bọng nó to hơn. Ừ, bọng mắt nó to hơn. Giống Hàn Quốc à? Xem so rồi. Quay chưa? Ui sợ quá. Cái này có cái gì không? Không. Nhìn lên đây ra. Oh. Mặt tao sợ mày đau đâu, làm đau mày. Rồi, zoom ra ngoài đi. Zoom, mình thứ nhất là zoom ra ngoài. Tránh sao mà mình ra, tránh sao mà mình ra, tránh sao mà mình ra. Tạo dáng đi. Hả? Tạo dáng đi, làm cái kiểu vuốt vuốt lúc nãy đi. Ừ. Vuốt, lấy tay vuốt cái bên kia cơ. Vuốt bên kia à? Ờ. Vuốt này á? Ờ, đấy. Yêu. Bitch. Và thành phẩm của chúng ta theo dự định ban đầu là Brad Pitt. Nhưng cuối cùng đã trở thành... Tớ đã trở thành Kenny Sa. Bản thân tớ thấy, sau khi mà trang điểm xong ấy, thấy đẹp dài lên chắc được rưỡi, gấp rưỡi. Mũi biết thấy bay không không thấy đâu. Thực ra là vẫn còn mặt mũi trông sáng sủa rồi, mặt mũi trông sáng sủa hơn nhiều. Ừ. Mỗi tội chỉ cái là con trai mà trang điểm đi buổi sáng thì tớ thực ra bây giờ tớ muốn vác mặt này ra ngoài luôn, nhưng mà chỉ sợ mọi người có cái nhìn. Trời ơi, thôi. Thực ra là con trai có quyền làm đẹp, nhưng mà cái video trang điểm này nó hơi bị dữ dội một tí. Nên là không phù hợp với hàng ngày. Phải cầm trẻ con. Sẽ sau này nôn rồi. Nó sẽ phù hợp cho buổi hẹn hò quán cà phê đèn mờ hơn. Tôi biết cậu nên nếu mà có trang điểm phải nên đi buổi tối, đừng đi buổi sáng, nguy hiểm không? Cảm tưởng thì đã nói nốt đi. À, nếu mà bạn nào mà subscribe chị à, anh Ngọc ấy mà kiểu chưa có người yêu mà muốn muốn có một thì có thể là như nào phải tớ bằng cách là Long Minion. Tớ độc thân vui tính lắm, bọn rất thoải mái. À, nếu các cậu thấy video này giải trí thì hãy nhấn một nút like, còn nếu muốn xem các video khác đỡ vô dụng hơn cái video này thì ấn nút subscribe ở dưới. Và nếu mà các cậu thích Long xuất hiện trong các video khác của tớ nữa thì hãy comment ở dưới. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye. See you tonight. Bye bye. Chồng chẳng có tay được cả. Bộ mũi khó lắm.